Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Đây là video truyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 3990 đến 3994. Tập 3990. Bác quái thiên đan thuật hòa lẫn luân hồi quy luật kim quang, tách thả ra ra, ngã ở trên lôi đài những người khiêu chiến, thương thế chính là nhanh chóng hết bệnh. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác bò dậy, ngước nhìn Diệp thần, giống như con kiến hôi ngửa mặt trông lên thiên thần. Vào giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc rõ ràng diệp thần chân chính thực lực có kinh khủng dường nào cho dù diệp thần chỉ là chăm gia cảnh hai tầng thiên nhưng vậy đủ để hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch chân chính vô địch ùm 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 rất nhiều những người khiêu chiến chính là run lẩy bẩy quỳ trên đất hướng diệp thần màng bái dập đầu đi qua trận chiến này bọn họ thật sâu cảm thấy diệp thần khủng bố nội tâm tín ngưỡng cũng là hoàn toàn kiên quyết định diệp thần chỉ là chăm gia cảnh hai tầng thiên cũng đủ để hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch nếu như hắn thật phi thăng thành thiên quân đây tuyệt đối là hùng phách thiên lên trời hạ hoành đẩy hoàn vũ trần thế không người ai có thể ngăn cản hắn mũi nhọn dưới lôi đài vây xem các võ giả cũng là hoàn toàn sôi trào vô cùng rung động nhìn diệp thần diệp thần như vậy bá đạo chiến lược biểu hiện tự nhiên cũng là thật sâu chấn động bọn họ điện chủ đệ nhất cừu sinh tuyệt thiên kỳ lân thần quân các người mắt thấy diệp thần vậy uy mãnh tư thái trên mặt một hồi vui sướng vẻ kích động đệ nhất cừu trong đầu nghĩ diệp huynh đệ quả nhiên uy mãnh vô địch hắn có lẽ thật có thể như vu yêu lão tổ nói dẫn ta sinh tử điện trở lại quỷ vương giới diệp thần cười một cái từ thiết vương tọa trên đi xuống nhìn lại chu mãng một mắt nói tiền bối ta nói nga hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch ngươi tin sao chu mãng cả người phát run trong chốc lát cũng không dám tin tưởng trầm giọng quát lên người đâu kêu các ngươi đại sư huynh đi ra để cho các ngươi đại sư huynh tới khiêu chiến khiêu chiến luân hồi chi chủ thanh âm rơi xuống thì có người lên tiếng đáp lại đi chỉ chốc lát sau sinh tử điện chỗ sâu một đạo ánh sáng tím phóng lên cao chỉ gặp một cái giữa eo bái phục đao chàng thanh niên phá không bay vút qua đại sư huynh tới toàn trường các võ giả một hồi kêu lên vậy chàng thanh niên bay xuống đến diệp thần bên người nhưng trực tiếp quỳ xuống nói đệ tử chu hồng giao dịch gặp qua tôn chủ diệp thần sửng sốt một tí vốn cho là còn sẽ có một chàng ác chiến không nghĩ tới đối phương trực tiếp quỳ xuống. Đại trưởng lão Chu Mãng tức giận, quát lên, "Hồng giao dịch, ngươi làm gì? Cho ta lên tới." Chu Hồng giao dịch mỉm cười đứng lên, hướng Chu Mãng nói, "Sư phụ, luân hồi chi chủ hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch, ta vậy không phải là địch thủ của hắn, cũng không cần đánh, ta nguyện ý quy thuận hắn, ngươi cũng không nếu lại có cái gì dao động, ta tin tưởng luân hồi chi chủ có thể thắng được thắng lợi cuối cùng." Cái này Chu Hồng giao dịch, tu vi hơi thở thâm hậu, chính là thiên huyền cảnh đỉnh cấp cường giả, thậm chí đã mau bước vào vô lượng cảnh. Nhưng, hắn thấy Diệp Thần như thế lợi hại hình dáng, cũng không có cái gì khiêu chiến tâm tư, trực tiếp quỳ xuống biểu thị thần phục, hắn nguyện ý thờ phượng luân hồi. Chu Mãng khí được mặt đỏ bừng, chỉ Chu Hồng giao dịch, thanh âm run rẩy, "Ngươi, ngươi." Cũng không biết nói cái gì cho phải. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nhìn Chu Mãng nói, "Chu tiền bối, tín ngưỡng của ngươi, ta không có quyền can thiệp, nhưng xin ngươi hãy nhớ chúng ta tới giữa đánh cuộc." Chu Mãng thân thể còn đang run rẩy. Thật ra thì hắn thấy Diệp Thần đại triển thần uy sau đó, nội tâm cũng có quy theo luân hồi, thành kính sùng bái ý niệm, nhưng chỉ là kéo không dưới mặt. Dẫu sao Diệp Thần thật quá trẻ tuổi, hơn nữa bề ngoài tu vi lại quá thấp. Bây giờ nghe Diệp Thần nói sẽ không can thiệp hắn tín ngưỡng, hắn nội tâm thoáng an thần, hừ một tiếng, nói ta tự nhiên nhớ, ngươi cùng để ta đi. Vừa nói liền muốn mang Diệp Thần rời đi. Chu Hồng do dịch hỏi sư phụ, vậy chúng ta. Chu Mãng nói, các ngươi tín ngưỡng, ta vậy sẽ không can thiệp. Những lời này nói ra, chính là tỏ rõ, coi như đám người quy theo luân hồi, hắn thành tựu đại trưởng lão, vậy không hề phản đối trách phạt. Toàn trường các võ giả, đều nghe được Chu Mãng mà nói, nhất thời một hồi hoan hô. Hồ. Bọn họ vậy cảm giác được, Chu Mãng thật ra thì cũng có tim hướng luân hồi ý tưởng, chỉ là trong chốc lát hồi bất quá đầu. Dẫu sao ở chỗ này trước, Vũ Hoàng Cổ Đế ăn cắp tương lai, thành tựu chí cao thời điểm, chu mãng tín ngưỡng là cái đầu tiên dao động lập tức toàn trường tất cả các võ giả liên quy xuống hướng diệp thần cúi chào trong miệng xưng tụng luân hồi huy hoàng diệp thần cũng không nói nhảm vung tay lên từ luân hồi mộ địa bên trong cầm ra vô số đan dược kỳ chân nước mưa vậy vãi đi ra ngoài toàn trường đám người hoan hô tín ngưỡng chi tâm càng thành kính diệp thần trong đầu nghĩ xem ra sinh tử điện đệ tử lại lần nữa quy thuận ta ngày hôm nay cuối cùng không có một chuyến tay không Hắn có thể cảm giác được mình khí vận có chút tăng tiến. Hiện tại sinh tử vực giống như là diệp thần địa bàn của mình, thiên thời địa lợi, phong thủy khí vận đều là thuộc về hắn. Diệp thần nội tâm vô cùng hài lòng, địa bàn dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Chu Mãng hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn vẫn không thể xem những người khác như vậy, như thế tùy tiện liền quỳ bái diệp thần. Bất quá, hắn vậy nhớ ước định. Lập tức, Chu Mãng chính là mang diệp thần đi tới sinh tử điện chỗ sâu một cái cấm địa bên trong. Trong cấm địa, có một cái truyền tống trận, có thể truyền tống đi thương hải giới. Bởi vì thương hải giới nắm giữ, thiên thương hải, thân phận đặc thù, chính là man hoang thánh điện trước kia phó điện chủ, cho nên sinh tử vực và thương hải giới tài nguyên giao dịch. Thường thường mấy trăm năm mới tiến hành một lần, không hề thường xuyên lui tới, truyền tống trận bình thời là đóng kín, nghiêm cấm đệ tử tự mình mở. Mà thương hải giới tọa độ, vậy là đặc biệt bí mật, nếu như không có truyền tống trận mà nói, muốn mình biến dạng hư không đi, cũng không biết tọa độ ở nơi nào. Luân Hồi chi chủ, ngươi đi Thương Hải giới, là muốn tìm Thiên Thương Hải sao? Chu Mãng mang Diệp Thần tiến vào cấm địa, đứng ở truyền tống trận trước, hỏi. Ừ. Diệp Thần không hề giấu giếm, gật đầu trả lời. Chu Mãng khẽ cau mày, không có lắm mồm hỏi Diệp Thần cụ thể nhân quả, chỉ là nói, Thiên Thương Hải lúc bình thường đều đang bế quan, ngươi muốn tìm hắn cũng không dễ dàng. Cái này truyền tống trận chỉ là để cho ngươi truyền tống đi thương hải giới có thể hay không tìm được vậy biển cả lão tổ thiên thương hải vậy sẽ phải xem ngươi vận khí diệp thần sừng sốt một tí nói ta coi như đi đến thương hải giới cũng không thể trực tiếp gặp biển cả lão tổ sao chu mãng cười lạnh một tí nói đây là tự nhiên vậy thiên thương hải dẫu sao đã từng là man hoang thánh điện phó điện chủ địa vị tôn sùng chỉ là sau đó bởi vì công cao chấn chủ bị đuổi ra thôi hắn hôm nay chấp trưởng nhất giới lại không giống ta sinh tử vực như vậy thờ phượng luân hồi ngươi muốn gặp hắn nơi nào có như thế dễ dàng diệp thần sắc mặt trầm xuống nhất thời cảm thấy một hồi khó giải quyết nghe chu mão như thế nói xem ra muốn gặp vị kia thiên thương hải đúng là không dễ dàng nhưng trong truyền thuyết ma thần chủ vu yêu lão tổ rất có thể cùng thân đồ uyển nhi có liên quan vô luận như thế nào diệp thần đều phải điều tra rõ cái này thương hải giới nhất định phải đi một chuyến lập tức diệp thần chính là nói ta biết tiền bối ta sẽ tự mình lưu ý mời ngươi mở trận pháp, chính ta đi thương hải giới tìm. Chu Mãng nói, được, vậy chúc ngươi thuận lợi, ha ha. Dứt lời, Chu Mãng cũng không nói nhảm, trực tiếp thả ra linh khí, bơm vào đến truyền tống trận bên trong, mở ra niêm phòng. Rào, truyền tống trận toát ra một cổ thanh quang, xông thẳng lên thiên. Diệp thần cũng không do dự, bước vào truyền tống trận bên trong, nội tâm suy nghĩ muôn vàn, truyền tống đi thương hải giới. Qua lại không gian, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Thần đi tới một phiến xa lạ thế giới. Đây là một phiến minh mông đại dương, biển xanh trời, một mắt nhìn không tới cuối. Nơi này chính là Thương Hải giới sao. Diệp Thần che giấu hơi thở, bấm ngón tay tính toán, biết mình quả nhiên đi tới Thương Hải giới, nhưng muốn bắt thiên Thương Hải hơi thở, thiên cơ nhưng mờ ảo không thể tìm. Không biết vậy thiên Thương Hải, rốt cuộc ở địa phương nào. Diệp Thần nội tâm trầm ngâm, đi sâu vào suy diễn giới, phát hiện Thương Hải giới bên trong, thiên thương hải một nhà độc quyền cái khác thế lực cũng phụng thiên thương hải vi tôn chỉ là bài xích người ngoài diệp thần một cái người ngoài nếu như bị phát hiện sợ rằng không tránh được một phen phiền toái trừ phi hắn bại lộ luân hồi hơi thở nhưng hắn cũng không muốn tùy tiện bại lộ hu 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 vừa lúc đó diệp thần lại nghe được phương xa truyền tới một hồi cổ quái khàn khàn tiếng kêu tựa như quỷ khóc tựa như sói chu trước mắt nhìn ra xa diệp thần chính là thấy ở đường chân trời một cổ quỷ bí hắc khí mãnh liệt gào thét tới vậy cổ hắc khí giống như là mục nát rơi cục thịt hôi thối phù sa kịch độc nước giờ vậy cực kỳ khủng bố mang một cổ không không thời không ma đạo ý niệm hắc khí bên trong tất cả dữ tượng quái vật hiển lộ ra đáng sợ hình thể như ác ma tu la vậy đều là xuất xứ từ không không thời không ma thần không không thời không quái vật làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này diệp thần lấy làm kinh hãi những cái kia ma thần quái vật mặc dù bởi vì thực tế phép tắc hạn chế thực lực so với ở không không lúc nào không bên trong suy yếu rất nhiều như như cũ mạnh mẽ quỷ bí âm u những cái kia ma đạo hắc khí lướt qua xanh thẳm nước biển tinh khiết nước biển đều giống như thành hôi thối thi nước vậy biến thành màu đen tím bầm cực kỳ quỷ dị một người thanh niên nam tử tại tiền phương chật vật chạy thục mạng những cái kia hắc khí như phụ cốt thư vậy đuổi giết hắn tất cả ác ma tu la dơ cao đao gào thét quái khiếu không ngừng đuổi giết lên vậy chàng thanh niên sắc mặt trắng bệch khủng hoảng chạy trốn diệp thần viễn xa nhìn gặp vậy chàng thanh niên gặp đối phương tu vi hơi thở đã đạt đến thiên huyền cảnh tám tầng thiên không khỏi lấy làm kinh hãi thiên huyền cảnh tám tầng thiên này nhóm cao thủ ở thái thượng thế giới cũng coi như là trung lưu chỉ trụ vậy tồn tại càng để cho diệp thần giật mình chính là vậy chàng thanh niên trên mình lại có thể mang theo đan thanh tiên tông nhân quả chẳng lẽ hắn là đan thanh tiên tông đệ tử diệp thần kinh nghi bất định hắn cùng đan thanh tiên tông cũng có giao tình mắt gặp vậy chàng thanh niên bị tất cả ma thần quái vật đuổi giết hắn lập tức tung người bay ra hai tay đi về trước oanh đánh ra thiên tiên cá chép sao cho ta lọc sạch quát to một tiếng diệp thần hai tay bên trong bộc phát ra sáng chói thánh khiết ánh sáng trắng ánh sáng trắng bên trong nhảy nhảy ra màu vàng kim cá chép mang đậm đà lọc sạch hơi thở đi về trước gào thét đi suy 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 vậy tất cả ma thần quái vật còn có rất nhiều quỷ bí tà khí ở diệp thần thiên tiên cá chép sao lọc sạch hạ thoáng chốc tan thành mây khói tất cả ma thần quái vật phát ra kêu thảm thiết toàn bộ bị diệp thần lọc sạch hết tiêu trừ không còn một mống thiên hải tới giữa khôi phục thanh lãng gió lạnh hưu hưu không có sao chứ diệp thần nhìn vậy chàng thanh niên nói vậy chàng thanh niên mặt đầy ngạc nhiên ngơ ngác nhìn diệp thần giống như là ngửa mặt trông lên thiên thần vậy những cái kia ma thần quái vật có thể là tới từ không không thời không tồn tại vô cùng mạnh mẽ coi như là hắn cái này thiên huyền cảnh tám tầng thiên cao thủ đều không cách nào đối kháng nhưng diệp thần ra tay một cái trực tiếp nghiền ép đơn giản là vô địch chàng thanh niên hoàn toàn rung động nói ngươi ngươi là tiên quân sao tiên quân là vô lượng cảnh một tầng thiên cao thủ tôn sưng vô lượng cảnh cao thủ đã không thể dùng đơn giản thiên quân tới hình dạng mà là tiên quân xa xa vượt qua phổ thông thiên quân tồn tại. Vô lượng cảnh tổng cộng chia 9 tầng thiên, mỗi một tầng thiên trên lệch đều là cực kỳ to lớn. Vô lượng cảnh tầng thứ nhất gọi làm tiên quân. Vô lượng cảnh tầng thứ hai gọi là đại la kim tiên. Vô lượng cảnh tầng thứ ba gọi là thiên ngoại phi tiên. Vô lượng cảnh tầng thứ tư gọi là bất hủ chân tiên. Vô lượng cảnh tầng thứ năm gọi là tiên vương. Vô lượng cảnh tầng thứ sáu gọi làm tiên hoàng vô lượng cảnh tầng thứ bảy gọi làm tiên tổ vô lượng cảnh tầng thứ tám gọi làm chuẩn tiên đế vô lượng cảnh tầng thứ chín gọi làm tiên đế vậy chàng thanh niên thấy diệp thần uy mãnh như vậy hình dáng chỉ lấy là hắn là tiên quân cao thủ diệp thần khẽ mỉm cười nói ta không phải tiên quân chỉ là một trăm gia cảnh võ giả thôi trăm gia cảnh vậy chàng thanh niên ngưng thần vừa thấy quả nhiên phát hiện diệp thần tu vi hơi thở chỉ có chính là trăm gia cảnh hai tầng thiên. Hắn không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, trăm gia cảnh hai tầng thiên lại có đủ để sánh bằng tiên quân sơ kỳ lực lượng, ngươi chẳng lẽ chính là luân hồi chi chủ, Diệp Thần Diệp đại nhân. Mặc dù Diệp Thần không có bại lộ luân hồi hơi thở, nhưng vậy chàng thanh niên vẫn mơ hồ đoán được. Bởi vì cái này thế gian, chỉ có trong truyền thuyết luân hồi chi chủ mới có đáng sợ như vậy thủ đoạn, có thể lấy trăm gia cảnh khu để cho chiến lực bùng nổ đến sánh bằng tiên quân bước. Diệp thần trầm ngâm một tí, cuối cùng vẫn là gật đầu thừa nhận, nói: "Là nga, ngươi là Đan Thanh Tiên Tông đệ tử." Vậy chàng thanh niên nghe vậy, lập tức quỳ xuống đất thi lễ, cung kính nói: "Đệ tử Thiên Tử ngạn, đích xác là ở Đan Thanh Tiên Tông tu luyện, bái kiến Diệp đại nhân." Tập 3991. Diệp thần là Đan Thanh Tiên Tông chỗ thượng khách, liền tông chủ lão tổ Nam Cung Lăng cũng đối hắn khách khí. Thậm chí, Diệp thần đối vậy Đan Thanh Tiên Tông tông tổ chủ, còn có ân tái tạo nếu như không phải là diệp thần toái nứt thần đan vậy nam cung lăng cũng không khả năng khôi phục thân thể cho nên đối mặt diệp thần cái này kêu thiên tử ngạn nam tử cũng là vô cùng cung kính dập đầu màng bái đứng lên nói chuyện ngươi cũng là thương hải giới người diệp thần nhẹ nhàng khoát tay một cổ nhu lực đem thiên tử ngạn đỡ dậy hắn có thể cảm giác được trừ đan thanh tiên tông nhân quả bên ngoài ở thiên tử ngạn trên mình còn có thương hải giới địa mạch hơi thở hắn tựa hồ chính là thương hải giới xuất thân thiên tử ngạn đứng xuôi tay cung kính nói ừ đệ tử từ nhỏ bị phụ thân đưa đến đan thanh tiên tông tu luyện hôm nay tu luyện thành công phụ thân liền cho đòi ta về nhà chỉ là không nghĩ tới đệ tử vừa rời đi đan thanh tiên tông liền gặp phải không không lúc nào không quái vật tập kích diệp thần nhướng mày một cái không không thời không quái vật không phải chuyện đùa hắn liền vội vàng hỏi những quái vật này là từ nơi nào nhô ra bọn họ làm sao sẽ đuổi giết người thiên tử ngạn mặt lộ vẻ ngương trọng hạ thấp giọng nói đệ tử bắt được thiên cơ những quái vật này tựa hồ là từ thiên quân phong thần bia sở tại chạy ra diệp thần kinh hãi nói thiên quân phong thần bia thiên tử ngạn nói ừ tông chủ lão nhân gia ông ta đã từng thấy qua thiên quân phong thần bia hơn nữa thác ấn qua một ít văn bia hôm nay ngay trước quân phong thần bia đã bị một cổ tà khí ô nhiễm vậy tà khí rất có thể đến từ không không lúc nào không có không không thời không quái vật muốn cướp đoạt thiên quân phong thần bia ta đan thanh tiên tông đã từng dính qua cái này kiện thần khí có thể vì vậy gặp phải những quái vật kia căm ghét ở sử sách giới bên trong có địa mạch bảo vệ những quái vật kia không dám làm loạn nhưng nga rời đi đan thanh tiên tông mất đi bảo vệ lập tức bị đuổi giết thiên tử ngạn nói chuyện lúc đó liên liên nặn chỉ suy diễn đã động sáng tỏ rất nhiều nhân quả thiên cơ phù hợp hắn suy đoán đuổi giết mình quái vật hơn phân nửa là từ thiên quân phong thần bia bên trong chạy ra diệp thần nội tâm đại chấn thiên quân phong thần bia bị tà khí vườn quanh thậm chí ô nhiễm hắn cũng nghe đàn thanh tiên tông tông chủ nam cung lăng nói qua vậy chính vì vậy nam cung lăng không cách nào tiết lộ thiên quân phong thần bia rơi xuống bởi vì tà khí vườn quanh quá nghiêm trọng hắn không cách nào tiết lộ thiên cơ nếu không ắt gặp cắn trả hiện tại thiên tử ngạn bị đuổi giết giống như là trời nổi giận hạ xuống những cái kia quỷ bí ma thần quái vật muốn tiêu diệt hết thảy dính thiên quân phong thần bia tồn tại diệp thần khiếp sợ hơn lại có chút hối hận đáng tiếc hắn đem đuổi giết thiên tử ngạn ma thần quái vật toàn bộ lọc sạch tiêu diệt một chút dấu vết đều không lưu lại nếu như lưu lại một chút dấu vết nói không chừng có thể nghịch đẩy thiên cơ theo dõi đến thiên quân phong thần bia chỗ đúng rồi diệp đại nhân ngươi tới thượng hải giới có gì sao thiên tử ngạn có chút nghi ngờ hỏi diệp thần phục hồi tinh thần lại trong đầu nghĩ thiên quân phong thần bia nếu quả thật cùng mình có duyên phận vậy sau này sớm muộn có thể tìm được ngược lại cũng không cần quá mức gấp gáp hiện tại trọng yếu nhất chính là cha rõ thân đồ uyển nhi và vu yêu lão tổ liên lạc ta muốn gặp thương hải giới nắm giữ đã từng man hoang thánh điện phó điện chủ thiên thương hải diệp thần đáp thiên tử ngạn là thương hải giới người hắn nói không chừng có thể mang diệp thần đi tìm đến thiên thương hải thiên tử ngạn nghe được diệp thần mà nói nhưng là có chút giật mình nói ngươi muốn gặp lão tổ sao đây có thể phiền toái diệp thần nói làm sao chẳng lẽ ta không thấy được hắn thiên tử ngạn nói lão tổ hàng năm bế quan không hỏi thế sự năm đó hắn công cao chấn chủ bị man hoang thánh điện đuổi ra khỏi đã làm mất hết ý chí cho tới bây giờ bỏ mặc thế tục sự việc cơ hồ không người có thể thấy hắn hôm nay thương hải giới công việc đều là ta phụ thân phụ trách diệp thần trong lòng trầm xuống nói ngươi phụ thân có thể có biện pháp triệu hoán trong truyền thuyết ma thần chủ vu yêu lão tổ hạ xuống thiên tử ngạn ngạc nhiên nói luân hồi chi chủ ngươi triệu hoán vu yêu lão tổ làm gì đây chính là ma thần chủ là không không lúc nào không bên trong vô cùng tôn sùng tồn tại muốn triệu hoán ngài cực kỳ khó khăn giá phải trả to lớn toàn bộ thương hải giới trừ lão tổ thiên thương hải bên ngoài không người có thể triệu hoán vu yêu lão tổ hạ xuống như lão tổ đã bế quan diệp thần nhất thời cảm thấy khó giải quyết hắn phải tra rõ vậy vu yêu lão tổ và thân đồ uyển nhi liên lạc nếu không trong lòng khó an ngươi trước mang ta đi gặp ngươi một chút phụ thân diệp thần nói hiện tại cũng chỉ có thể gặp đi bộ bước. Ừ, Diệp đại nhân. Thiên tử ngạn cung kính gật đầu, lập tức mang Diệp thần, đi về trước bay vút đi. Thương hải giới là một vùng đại dương thế giới, không có lớn đất liền, chỉ có từng cục hòn đảo phân phối. Thiên tử ngạn mang Diệp thần, đi tới thương hải giới trung ương trên đảo. Nhưng gặp hòn đảo bên trên, xây dựng từng ngọn cung điện lâu vũ, châu cung bối huyết, hết sức thổ mộc thịnh. Giờ phút này, ở đó phía ngoài cung điện, lại có từng cái hông đeo trường kiếm cường giả ở chấn thủ những cường giả kia bụng dạ trên cũng in một cái trường kiếm huy hiệu lại là kiếm môn người kiếm môn cường giả làm sao cũng tới thương hải giới diệp thần lấy làm kinh hãi hôm nay kiếm môn là ma tổ vô thiên ở trong coi bọn họ lại cũng tới thương hải giới quả thực để cho diệp thần vô cùng kinh ngạc thiên tử ngạn cũng là một hồi kinh ngạc nói kiếm môn hạ xuống ta phụ thân có thể không có nói cho ta hắn mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng lập tức mang diệp thần hạ xuống hai người một hạ xuống liền có một ít thương hải giới tuần tra cường giả buồn khổ nghiêm mặt đi tới hướng thiên tử ngạn kêu lên thiếu ra ngươi trở về diệp thần không bại lộ luân hồi hơi thở bọn họ trong chốc lát không nhận ra được chỉ làm diệp thần là thiên tử ngạn bằng hữu thiên tử ngạn hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra kiếm môn người làm sao tới một cái tuần tra cường giả nói kiếm môn muốn mời chào chúng ta thương hải giới nhị đương gia đã đồng ý nhưng gia chủ không chịu bọn họ đang ở bên trong tranh chấp, ngươi mau trở lại đi xem một chút đi. Thiên tử ngạn và Diệp thần nhìn nhau, cảm giác sâu sắc tình hình gay gắt, hai người lập tức đi vào cung điện bên trong. Chỗ tòa này trung ương trên đảo đạo cung, bố trí có cấm pháp, ở bên ngoài bắt không tới bên trong nửa điểm tiếng thở. Mà Diệp thần và thiên tử ngạn đi tới sau đó, liền nghe được từng cơn tiếng đánh nhau, từ đạo cung võ trường truyền lên tới. Hai người đi tới võ trường, xen lẫn trong đám người bên trong, nhưng gặp hai cái người đàn ông trung niên, đang võ trường trên quyết đấu hai bên biểu hiện các bản lĩnh cao cường mở toang ra đại hạp thanh thế kịch liệt bên ngoài sân có rất nhiều cường giả ở hội vừa có thương hải giới tộc nhân cũng có kiếm môn người trong đó diệp thần thậm chí thấy được hai đạo quen thuộc bóng người là vũ hoàng diệu và quy trần vũ hoàng diệu chính là ban đầu giết chết phụ trường không cả nhà người hắn bị diệp thần chém thành trọng thương sau bởi vì kiếm môn ghế thủ lãnh đệ tử phó hồng trần hạ xuống may mắn nhặt hồi một cái mạng diệp thần nhìn về phía vũ hoàng diệu thời điểm liên phát hiện Vũ Hoàng Diệu Thương Thế đã hoàn toàn khỏi rồi, thậm chí phá rồi sau đó lập tu vi đạt tới thiên huyền cảnh 8 tầng thiên. Nếu như là trước kia nói, Diệp thần đối mặt thiên huyền cảnh 8 tầng thiên cường giả, có thể sẽ cảm thấy có điểm khó giải quyết. Nhưng hiện tại, hắn đạt được cựu Nhật Bảo Tàng, chấp trưởng Thiên Võ Ngọa Long Kinh, hoành đẩy thiên huyền cảnh vô địch. Chính là thiên huyền cảnh 8 tầng thiên, đã uy hiếp không được hắn, hắn trong nháy mắt liền có thể tiêu diệt. Diệp thần vừa nhìn về phía Quy Trần, chỉ gặp quy trần môi đỏ răng trắng mi thanh mục tú khí chất so với trước kia càng thanh tuyệt siêu nhiên người mặc vào một bộ áo bào đen giống như là một đóa màu đen hoa sen diệp thần lại không nhìn thấu hắn tu vi sâu cạn vô thiên đã bắt đầu vào quy trần dung hợp diệp thần nội tâm âm thầm trầm xuống ở quy trần trên mình mơ hồ bắt được ma tổ vô thiên khí huyết chập trờn muốn đến ma tổ vô thiên đã bắt đầu cùng quy trần dung hợp quy trần đạt được ma tổ vô thiên khí huyết bồi bổ hắn đã ngang hàng là cái thứ hai vô thiên tu vi cực kỳ cường hãn liên diệp thần cũng nhìn không thấu sâu cạn vũ hoàng diệu và quy trần toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn võ tràng thượng quyết đấu tạm thời tới giữa vậy không phát hiện diệp thần tiến vào trong quyết đấu hai cái người đàn ông trung niên đều là vô lượng cảnh một tầng thiên tiên quân hậu kỳ cao thủ đánh được khó phân nan giải một người trong đó bên ngoài già hơn một ít là thiên tử ngạn phụ thân thương hải giới thiên thị nhất tộc gia chủ thiên bá huyền một người khác chính là thiên thị nhất tộc nhị đương gia thiên bá huyền em ruột tên là thiên thúc thông hai người đánh lâu không dưới thiên thúc thông bán một cái sơ hở giả vờ rơi xuống thiên bá huyền cho là có cơ hội lập tức một trường cướp công trưởng thế như sóng gió kinh hoàng đánh được tầng tầng không gian nổ tung thiên thúc thông cười lạnh một tiếng đi về trước bước ra một bước né tránh tay trái bỗng nhiên bay lượn quát một tiếng phá thiên bá huyền không tránh kịp bị một trưởng đánh trúng ngực xương sườn rắc rắc sát vết nứt há mồm phun ra máu tươi chật vật lui về phía sau rớt ra bên ngoài sân cha thiên tử ngạn kinh hãi vội vàng đi tới đỡ phụ thân thiên thúc thông cười hắc hắc cười nói đại ca ngươi thua dừng một chút vừa nhìn về phía thiên tử ngạn nói tử ngạn ngươi hồi tới đúng dịp ta muốn để cho thương hải giới cử tộc đầu dựa vào kiếm môn nhưng ngươi phụ thân không đồng ý ta cùng hắn tỉ võ quyết thắng hắn chúng nga đau buồn tồi cốt trưởng đã không sống qua ba ngày ngươi liền xử lý hậu sự dẫn ngươi cái này một chi tộc nhân cùng ta cùng bái nhập kiếm môn giới quyền thiên bá huyền Che ngực thương thế cả giận nói ta thương hải giới thề không bái ma tổ vô thiên lão tổ nói qua chỉ có luân hồi mới đáng đầu cmn thiên tử ngạn nói nhị thúc vì sao phải đầu dựa vào kiếm môn ngươi hỏi qua lão tổ liền sao thiên thúc thông nói lão tổ không hỏi thế sự chúng ta bỏ mặc đầu phục ai hắn đều sẽ không quản cái này thế gian đáng đầu dựa vào chỉ có ba cái thế lực cũng phải vạn khư thần điện hai là kiếm môn ba là nguyện vọng thần giáo vũ hoàng cổ đế canh nhiệt thiếu tình cảm đầu dựa vào hắn không có kết quả tốt nhân thiên nữ si mê luân hồi bị tơ tình khốn khổ cũng không đáng giá được xin đến góp sức vậy duy nhất đáng đầu dựa vào cũng chỉ có ma tổ vô thiên chấp trường kiếm môn hôm nay quy trần thiếu gia tự mình mời cho chúng ta mặt mũi lớn như vậy ta thương hải giới há có thể thờ ơ vừa nói liền nhìn về phía quy trần cùng vũ hoàng diệu quy trần khẽ cao mày thủy trung là một bộ tâm sự nặng nề hình dáng nghe được thiên thúc thông mà nói cũng chỉ là yên lặng không mở miệng vũ hoàng diệu thì vui vẻ cười to bước ra một bước nói rất tốt rất tốt thiên thúc thông ngươi rất thật tinh mắt gia nhập chúng ta kiếm môn vô thiên lão tổ hắn sẽ không bạc đãi ngươi tuy nói hôm nay vũ hoàng cổ đế ăn cắp tương lai kêu căng phách lối đến nghịch thiên bước nhưng nhà ta vô thiên lão tổ một khi thiện ác quay về hợp phật ma thông suốt là được một lần hành động siêu thoát tiên đế chứng đạo không không, cái gì vạn khư thần điện, Vũ Hoàng cổ đế cũng chẳng qua là gà vườn chó đất thôi. Nói xong lời cuối cùng, Vũ Hoàng rượu liền nhìn về phía Quy Trần. Quy Trần là Vô Thiên Thiện niệm hóa thân, cũng là kiếm môn cuối cùng lá bài tẩy. Một khi Quy Trần cái này cái thiện niệm hóa thân, cùng Ma tổ Vô Thiên dung hợp, Phật ma thông suốt, Ma tổ Vô Thiên vậy sẽ cường thế quật khởi, cũng không sợ vạn khư kiêu căng. Quy Trần vẫn là cúi đầu, không nói gì thiên tử ngạn cắn răng nói lão tổ phụng luân hồi vi tôn coi như muốn đầu dựa vào vậy đầu dựa vào luân hồi chi chủ sẽ không bỏ cho dựa vào người bất kỳ thiên thúc thông hừ một tiếng nói luân hồi chi chủ coi là cái gì hắn ở nơi nào hắn có cái gì tư cách cùng ma tổ vô thiên so sánh hắn lời nói này rơi xuống nhưng đột nhiên cảm thấy hoa mắt một cái một bóng người thoáng qua bo đích một tiếng rồi sau đó gò má chính là đau rát đau luân hồi chi chủ coi là cái gì ta liền nói cho ngươi, ngươi muốn ở ta mí mắt phía dưới, đầu dựa vào kiếm môn, hỏi trước qua ta kiếm. Một đạo thanh âm lãnh khốc, vang vọng toàn trường. Chỉ gặp Diệp Thần bóng người, xuất hiện ở võ trường trung tâm. Luân hồi thiên kiếm nơi tay, uy mãnh mênh mông. Hắn mới vừa mau lẹ như nhanh như tia chớp, hung hăng quạt thiên thúc thông một cái tát. Thiên thúc thông tuy là tiên quân hậu kỳ cao thủ, nhưng mới vừa cùng thiên bá huyền chiến đấu hoàn, hơi thở tiêu hao quá lớn, đối mặt Diệp Thần tập kích, cũng không cách nào né tránh. Hắn cảm thụ gò má nóng hừng hực căng đau, người đều sợ ngây người. Hắn nhưng mà tiên quân cường giả, lại có thể bị người như vậy làm nhục, đơn giản là đời người không có sỉ nhục. Thằng nhóc, ngươi dám đánh lén ta. Thiên thúc thông giận dữ, gặp diệp thần tu vi, chỉ có trăm gia cảnh hai tầng thiên, cũng không đặt ở bên trong mắt. Lập tức lay động linh khí, một cái đau buồn tồi cốt trưởng, hung hăng hướng diệp thần ngực đánh tới. Tự tìm cái chết diệp thần ánh mắt lãnh khốc nếu như thiên thúc thông là thời kỳ toàn thịnh hắn có thể còn muốn kiên kỵ dù sao đối phương là tiên quân cao thủ nhưng hiện tại thiên thúc thông linh khí tiêu hao kịch liệt lực lượng đã là thật to khô kiệt hoàn toàn không thể nào uy hiếp được hắn tập 3992 diệp thần một cước đá ra thần tượng băng thiên tràng bùng nổ sau lưng như có một đầu thần quang minh voi hư ảnh hiện lên một cước như băng thiên vậy hung hăng đá vào thiên thúc thông trên bụng phốc xích thiên thúc thông phun ra một ngụm máu tươi Xe lẫn chút nội tạng mảnh vỡ tại chỗ bị diệp thần đá ngã xuống đất diệp thần một cước dẫm ở hắn trên gương mặt lạnh lùng nói nói lại lần nữa ta có hay không tư cách cùng ma tổ vô thiên so sánh cảm nhận được diệp thần vậy cổ hung mãnh khí thế mãnh liệt chèn ép thiên thúc thông đạo tâm bể tan tành cả người cũng đang phát run không dám ra lại một lời nơi nào còn có mới vừa phách lối hiện tại chỉ cần diệp thần thoáng dùng sức là có thể đem đầu hắn liên quan thần hồn cùng nhau đạp bạo tên quân cường giả đều phải bị diệp thần đạp bạo toàn trường tất cả người nhìn diệp thần vậy uy mãnh bóng người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh hoàn toàn động dung chẳng ai nghĩ tới trong truyền thuyết luân hồi chi chủ sẽ hạ xuống ở thương hải giới thiên bá huyền và thiên tử ngạn hai phụ tử cũng là ngơ ngác nhìn diệp thần không nghĩ tới diệp thần sẽ xuất thủ vũ hoàng diệu lại là kinh hãi hoảng hốt lui về sau hai bước nhìn diệp thần nói thằng nhóc người ngươi chiến lực làm sao sẽ tăng vọt đến như vậy bước? Chẳng lẽ vậy cựu nhật bảo tàng lại có thể có thể để cho người có lớn như vậy đột phá? Hắn là kinh hãi sâu đậm, lần trước gặp Diệp Thần, Diệp Thần nhiều nhất là có thể tương đương thiên huyền cảnh 7 tầng thiên, 8 tầng thiên hình dáng. Nhưng hiện tại, Diệp Thần trên người tán phát ra khí tức cùng bạo, đã để cho tất cả mọi người biết, hắn có hoành đẩy thiên huyền cảnh tư cách. Thậm chí, giống vậy tiên quân, nếu như khinh địch khinh thường nói, cũng có thể bị Diệp Thần dẫm ở dưới chân, liền như cái này thiên thúc thông vậy. Diệp thần đại ca. Một mực cúi đầu quy trần, thấy được Diệp thần đến, đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn. Diệp thần nhìn quy trần, trong lòng cũng là dâng lên một chút phức tạp tâm trạng, nói, quy trần, ngươi đã cùng ma tổ vô thiên dung hợp. Quy trần trầm mặc một tí, gật đầu một cái, lại lắc đầu, nói, chỉ dung hợp một cái cánh tay trái. Lão tổ hắn từ đầu đến cuối không chịu hoàn toàn tin tưởng ta, sợ Nga cửa hoàn toàn dung hợp sau đó, hắn ý thức sẽ bị ta chiếm cứ. Cho nên, hắn dự định tuần tự tiến dần, trước rút ra lấy mình cánh tay trái khí huyết tinh hoa, toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể ta. Quy Trần nhẹ nhàng giơ tay trái lên, trong lòng bàn tay ma khí nhô lên, huyễn hóa ra màu đen hoa sen, như mộng như ảo. Hắn cái này cái tay trái, cánh tay trái này, thật ra thì chính là ma tổ vô thiên cánh tay, pháp lực thần thông cường đại dị thường. Diệp thần chỉ có thấy được một mắt, liền cảm thấy quy trần cánh tay trái này so với tại chỗ tất cả người vũ hoàng diệu thiên bá huyền thiên thúc thông thiên tử ngạn vân vân tất cả cường giả hơi thở cộng lại mạnh hơn uy hiếp to lớn rất tốt ta đã sớm đoán được chúng ta cuối cùng là muốn binh khí gặp nhau ngươi ra tay đi để cho ta xem ngươi cánh tay này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại diệp thần thu hồi luân hồi thiên kiếm cầm ra nhân hoàng thánh đao mắt lạnh nhìn quy trần tùy thời chuẩn bị rút ra đao quy trần dung hợp ma tổ vô thiên cánh tay trái coi như là diệp thần cũng không dám chút nào khinh địch đem nhân hoàng thánh đao đều lấy ra quy trần thân thể run lên nói diệp thần đại ca ta không đánh với ngươi chúng ta là bạn sự việc đều có thể thương lượng chờ ta và lão tổ hoàn mỹ dung hợp sau đó lão tổ có ta thiện niệm cũng sẽ không lại cùng ngươi đánh diệp thần cười ha ha một tiếng nói quy trần không muốn ngươi thơ nữa ta cùng ma tổ vô thiên tới giữa nhất định là ngươi chết ta sống quy trần ánh mắt ảm đạm kêu lên diệp thần đại ca cũng không biết nói gì bên cạnh vũ hoàng diệu hừ một tiếng nói quy trần thiếu gia cùng hắn nói nhảm làm gì thằng nhóc này tới đúng dịp ngươi mau mau thi triển thần thông một trưởng cầm hắn diệt xem hắn còn dám phách lối diệp thần trong mắt run lên nói ta cùng thiếu gia các ngươi nói chuyện đến phiên ngươi lên tiếng sao tiếng nói rơi xuống diệp thần cong ngón tay bắn ra một món kiếm khí mang long tước kêu vang suy suy phá không bắn ra phốc xích một tiếng xuyên qua vũ hoàng diệu ấn đường vũ hoàng diệu ấn đường xuất hiện một cái lỗ máu hắn cặp mắt gắt gao trợn to riêng gì nói đại hạ long tước người một câu lời còn chưa dứt thân thể ù một tiếng ngã xuống đất thành một cổ thi thể lạnh như băng diệp thần một chiêu này chính là chảm thiên cửu kiếm bên trong kiếm thứ bốn đại hạ long tước hắn kiếm đạo thành tựu cực cao ngón tay cũng có thể bung ra kiếm khí một kiếm trong nháy mắt giết thiên huyền cảnh tám tầng thiên cường giả liền như trời kiếm chém cỏ vậy. Toàn trường tất cả người, hoảng sợ thất sắc, không nghĩ tới Diệp Thần sát phạt như vậy quả quyết. Quy Trần vậy lui về sau một bước, nhìn Vũ Hoàng Diệu thi thể, mặt lộ bi thương ý, nói, Diệp Thần đại ca, vì sao phải giết người? Chúng ta lại không thể thật tốt trò chuyện một chút sao? Diệp Thần lạnh lùng nói, không cần trò chuyện, người ta định trước sống chết gặp nhau, trước kia chút giao tình, liền quên đi. Thanh âm phủ lạc, Diệp Thần tay phải nắm lại, một quyền như thánh voi băng thiên cùng bạo phách liệt đánh giết ra trực tiếp đánh phía quy trần đầu diệp thần đại ca không quy trần mắt gặp diệp thần một quyền đánh tới vội vàng nâng tay trái lên đón đỡ trên cánh tay trái ma khí nhô lên hiện ra từng đạo chú in hoa văn diệp thần một quyền đánh vào quy trần trên tay trái nhưng cảm thấy quyền thế toàn bộ bị bắn ngược trở về hàn sắc mặt đại biến vội vàng lui về phía sau ở sau lưng mở ra một phiến hồng mông đại tinh không hóa giải lực phản chấn rắc rắc sát. Hồng Mông đại tinh chỗ chống trận bể tan tành, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, mới khó khăn lắm hóa giải được cổ lực lượng này. Diệp Thần nội tâm chấn động, một chiêu này dò xét, hắn cũng cảm giác được, quy trần cánh tay trái này, pháp lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước, thậm chí muốn so với ở ma tổ vô thiên trên mình, mạnh hơn. Bởi vì quy trần là thiện niệm hóa thân, như Phật đà. Ma tổ vô thiên cánh tay trái, cùng hắn dung hợp, chính là Phật ma tương thông, pháp lực lại là mênh mông. Diệp Thần trong đầu nghĩ, muốn đánh thắng Quy Trần mà nói, phải chặt đứt hắn cánh tay trái, chỉ có vận dụng Nhân Hoàng Thánh Đao. Quy Trần cũng không ý cùng Diệp Thần đánh nhau, chán nản à nói, Diệp Thần đại ca, chúng ta tới giữa hiểu lầm quá sâu. Ta trước hay là đi, cuối cùng có một ngày, chúng ta có thể cùng hiểu, ngươi vĩnh viễn là ta bạn thân nhất. Dứt lời, Quy Trần liền xoay người bay khỏi đi. Kiếm môn các cường giả, chố mắt nhìn nhau, lòng người bàng hoàng bọn họ mắt gặp vũ hoàng diệu đã chết quy trần lại đi e sợ cho diệp thần hàng giận vậy hoàng vội vàng đi theo quy trần rời đi ngay chớp mắt trên đảo kiếm muôn cường giả liền đi sạch sẽ thiên thị nhất tộc các tộc nhân ngạc nhiên tương cố nào nghĩ tới chuyện hôm nay sẽ có như vậy kết cục thiên thúc thông vô cùng trật vật bò dậy đạo tâm bể tan tành dưới hắn nhìn về phía diệp thần ánh mắt đã lộ ra một cổ sợ hãi giống như con cừu đối mặt mãnh hổ diệp thần nhìn xem thiên thúc thông lại nhìn trời một chút thị các tộc nhân nói ta không cần các ngươi mảng bái nhưng ta không cho phép người bất kỳ cùng luân hồi là địch các ngươi muốn đầu dựa vào mà nói có thể đi đầu dựa vào trời nữ hoặc là tiếp tục giữ trung lập đám người trố mắt nhìn nhau không lời chống đỡ diệp thần vừa nhìn về phía thiên tử ngạn phụ thân thiên bá huyền gặp đối phương thương thế nghiêm trọng liền phất tay một cái thả ra một món bát quái thiên đan thuật linh khí hòa lẫn luân hồi trật tự quy luật rơi vào thiên bá huyền trên mình ngay tức thì Thiên bá huyền thương thế hết bệnh, sắc mặt khôi phục đỏ thắm. Diệp đại nhân, đa tạ, đa tạ. Thiên tử ngạn thấy phụ thân thương thế hết bệnh, ngạc nhiên mừng rỡ được quỳ xuống, hướng Diệp thần dập đầu. Đám người thấy Diệp thần thủ đoạn như vậy, lại là kinh ngạc khen ngợi. Thiên bá huyền cất cao giọng nói, luân hồi chi chủ, đa tạ cứu giúp. Từ nay về sau, ta cái này một chi tộc nhân, liền nghe ngươi sai khiến. Thiên thị nhất tộc bên trong, tộc nhân phân hai cây một chi là thiên bá huyền trông coi khác một chi lấy thiên thúc thông cầm đầu thiên thúc thông cũng bị diệp thần thủ đoạn chấn động phục quỳ xuống nói luân hồi chi chủ trước đây có nhiều xúc phạm tiểu nhân nguyện ý quy thuận ngay sau đó tất cả thiên thị tộc nhân bất kể là thiên bá huyền một chi vẫn là thiên thúc thông một chi cũng cung kính quỳ xuống cùng nói nguyện quy thuận luân hồi chi chủ thể cống hiến diệp thần gật đầu một cái nói rất tốt hắn ngược lại là không nghĩ tới mình tới một cái thương hải giới lại liền hàng phục thiên thị nhất tộc tất cả tộc nhân thật là niềm vui ngoài ý muốn thật ra thì kiếm môn bên kia nếu quả thật muốn tranh diệp thần chưa chắc có thể tranh được qua dẫu sao hôm nay quy trần đã lấy được ma tổ vô thiên một cái cánh tay trái thực lực xưa không bằng nay coi như là diệp thần cũng không có đem cầm có thể chiến thắng hắn thật đánh ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết sự việc xử lý thỏa đáng diệp thần cũng là thở phào nhẹ nhõm trong đầu nghĩ tiếp theo ta có thể gặp được thiên thương hải liền chứ ở tất cả mọi chuyện giải quyết hết sau đó diệp thần chính là hướng thiên bá huyền hỏi tiền bối nga muốn gặp nhà các người lão tổ chẳng biết có được không làm phiền ngươi dẫn gặp thiên bá huyền khẽ cao mày nói tôn chủ lão tổ hàng năm bế quan trừ phi hắn chủ động hiển thị thần dụ nếu không ai cũng không khả năng thấy hắn lúc này thiên thị nhất tộc đã cử tộc đầu dựa vào luân hồi cho nên thiên bá huyền cũng là đổi gọi diệp thần vi tôn chủ Diệp Thần nói, không có biện pháp khác sao? Thiên Bá Huyền nói, tôn chủ, ngươi muốn gặp lão tổ, không biết là có chuyện gì. Hôm nay thương hải giới, thế tục công việc do ta phụ trách, ngươi có gì phân phó, ta có thể vì ngươi làm được. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, ta muốn triệu hoán trong truyền thuyết ma thần chủ, vu yêu lão tổ hạ xuống, ngươi có thể làm được sao? Thiên Bá Huyền thất kinh, nói, tôn chủ, ngươi, ngươi muốn triệu hoán vu yêu lão tổ. Vậy, vậy đích xác chỉ có lão tổ mới có thể làm được. Diệp thần nói, ta phải như thế nào thấy các người lão tổ? Thật không có biện pháp khác sao? Thiên bá huyền trầm ngâm một hồi, nói, biện pháp ngược lại là có, chỉ là vô cùng nguy hiểm, lão tổ ở hắn nơi bế quan bên ngoài. Bày ra một cái huyền thiên giết linh trận, lão tổ nói qua, ai nếu có thể xông qua trận này, liền có thể được hắn truyền thừa. Chỉ là, ta thương hải giới thị tộc, vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không có bất kỳ người, có thể xông trận thành công tôn chủ ngươi có lẽ có thể đi thử một chút nếu có thể xông qua vậy huyền thiên giết linh trận có lẽ có thể để cho lão tổ xuất quan diệp thần nói huyền thiên giết linh trận sao thiên bá huyền nói đúng vậy trận pháp kia ý định giết người xâm nghiêm cực kỳ cường hãn năm đó ta và ta em ruột đều đi vào sông qua đáng tiếc chúng ta đều thất bại đó là liền tiên quân cao thủ đều khó đột phá trận pháp diệp thần khẽ cau mày nghe thiên bá huyền mà nói vậy huyền thiên giết linh trận đích xác là đặc biệt ác liệt. Nhưng, Diệp Thần nắm giữ trận tự quyết, trên trận pháp tu vi, có thể nói là có một không hai trừ thiên. Coi như vậy huyền thiên giết linh trận, như thế nào lợi hại, Diệp Thần có lẽ cũng có phương pháp phá giải. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng hơi định, nói, vậy ta liền xông trận thử một chút, ngươi thầy ta an bài. Thiên bá huyền nghe được Diệp Thần cái này vững vàng giọng càng cảm thấy hắn sâu không lường được, vội vàng kêu, ừ. Đến được sáng sớm ngày thứ hai, thiên bá huyền an bài thỏa đáng mang diệp thần đi huyền thiên đảo đây là thương hải giới lão tổ thiên thương hải ẩn cư bế quan địa phương toàn bộ huyền thiên đảo bị một cái trận pháp thật to bao phủ kim quang lóe lên tiên hy nhô lên đặc biệt nguy nga diệp thần muốn xong trận tin tức ở ngày hôm qua liền truyền khắp toàn bộ thương hải giới thương hải giới rất nhiều các cường giả rồi giết đến kinh nghi bất định nhìn diệp thần bọn họ tự nhiên biết diệp thần cường hãn ngày hôm qua một cước đạp bại thiên thúc thông trong nháy mắt giết vũ hoàng diệu bước lui kiếm môn có thể nói là thần uy mênh mông nhưng cái này huyền thiên giết linh trận nhưng không phải chuyện đùa chính là biển cả lão tổ tự tay bố trí nghe nói còn hàm chứa một chút mai táng luân hồi trí cao ý niệm thương hải giới các cường giả đều là vô cùng lo lắng bọn họ cũng không dám xác định diệp thần có thể hay không xông qua trận pháp này nếu như diệp thần xông trận thất bại lúc này chết yểu chết vậy đùa dưỡng thật là mở lớn dỗ sao ở ngày hôm qua thương hải giới mới cử tộc đầu dựa vào luân hồi bọn họ có thể không muốn nhìn thấy diệp thần chết yểu thiên bá huyền thiên thúc thông thiên tử ngạn các người đi theo ở diệp thần bên người cũng là lo lắng hình dáng thiên tử ngạn nói tôn chủ ngươi thật muốn xông trận sao vạn vừa thất bại làm thế nào diệp thần nhìn trước mắt đại trận đầu óc bên trong hồi tưởng lại thân đồ uyển nhi bóng người ánh mắt chính là đông lại một cái nói bất kể như thế nào ta cũng phải thử một chút ta nhất định phải thấy các ngươi lão tổ ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần đáp xuống Huyền Thiên đảo ra. Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, cái này Huyền Thiên giết linh trận mạnh mẽ, trong đó thậm chí ẩn chứa mai táng luân hồi ý niệm, hiển nhiên cùng chí cao ý chí có liên quan. Thiên Thương Hải bản thân chính là xuất từ Quỷ Vương giới, là đã từng man hoang thánh điện phó điện chủ, hắn có thể vận dụng một ít chí cao ý chí thủ đoạn, không hề hiếm lạ. Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, những thứ này mai táng luân hồi ý niệm, liền có chút muốn chết, hắn cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, Hô hấp đều có điểm hít thở không thông. Tập 3993. Thiên tử ngạn, Thiên bá huyền, Thiên Thúc thông các người, còn có Thiên thị nhất tộc các võ giả, treo trên bầu trời trôi lơ lửng ở Huyền Thiên đảo ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là vô cùng ân cần nhìn Diệp Thần. Một khi Diệp Thần sông trận thất bại, vậy chỉ có một con đường chết. Luân Hồi chi chủ tại sao phải sông trận? Hắn lại không thiếu võ học thần thông, hắn kết quả có chuyện gì quan trọng, muốn bất chấp nguy hiểm tánh mạng, cũng phải đi gặp lão tổ có chút không rõ chân tướng thiên thị đệ tử nghi ngờ nghị luận diệp thần hít sâu một hơi cũng không có quản ngoại giới tiếng nghị luận sãi bước bước vào trận pháp bên trong một bước vào huyền thiên giết linh trận diệp thần liền cảm thấy chung quanh thiên địa linh khí đổi được cùng bạo mà rối loạn bạo gió ở gào thét thiên lôi ở nổ ầm khắp nơi đều là điện tránh ánh sáng sấm sét biến dạng từng trận âm sát hơi thở lại từ lòng đất bên trong nhô ra làm người ta nghẹt thở diệp thần trong mắt thế giới đều là xuất hiện dị biến. Rõ ràng là chim hót hoa thơm hòn đảo, nhưng hắn một bước vào trận pháp này sau đó, trận pháp khởi động, hắn giống như bị kéo vào một cái trong thế giới ngày tận thế đi. Trung quanh trong mắt nơi gặp, toàn bộ là ngày tận thế thiên tai khí tượng. Từng cái sấm sét, điên cuồng hướng Diệp Thần bổ tới. Sắt thép nước lũ, mở ra thế giới, cao nhất lối đi, thẳng để thiên phủ. Diệp Thần quát to một tiếng, thích vương tọa hơi thở lững lờ, hắn cả người bị sắt thép hơi thở vườn quanh vậy từng cái sấm sét còn có một đạo đạo âm sát hơi thở ngưng tụ thành ma đao chém ở trên người hắn đều bị ngăn trở oanh sắt thép hơi thở như nước lũ vậy bạo dũng ra đúc thành một cái thẳng sắt thép đường một mực kéo dài hướng hòn đảo trận pháp trung ương ở vô tận thiên tai cướp giết liền hạ diệp thần thấy được ở hòn đảo trung ương có một gian đơn sơ nhà lá muốn đến chính là biển cả lão tổ ẩn cư chỗ hắn liền dọc theo sắt thép con đường từng bước một hướng hòn đảo trung ương đi tới. Đùng đùng. Trung quanh sấm sét điện tránh, từng cái tia chớp không ngừng bổ xuống, nhưng đều bị Diệp Thần phòng ngự ở. Người ngoại giới cửa, thấy Diệp Thần vậy sắt thép vậy thân thể, đều là rung động. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không có gì vui sướng. Bởi vì, hắn càng đi sâu vào hòn đảo, thì càng cảm thấy, cái này huyền thiên giết linh trận sát phạt, càng ngày càng mãnh liệt. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là một ít thông thường sấm sét thiên tai, nhưng hắn càng đi càng sâu, sấm sét hóa thành phi kiếm, bạo gió hóa thành cuồng đao. Vô số đao kiếm mang bén sát phạt, từ trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, hung hăng hướng Diệp Thần chém chết tới đây. Dựa hết vào thiết vương tọa, đều không cách nào ngăn cản ngự hung mãnh như vậy sát phạt. Diệp Thần phía trước sắt thép đường, cũng bị vô số đao kiếm cho chặt đứt, trung quanh lại lần nữa lâm vào hắc ám, lại cũng không thấy được vậy hòn đảo trung ương hoàn cảnh chỗ. Đáng chết. Diệp Thần khẽ cắn răng, cảm thụ chung quanh càng ngày càng mãnh liệt sát phạt, sắc mặt cũng là đổi được ngương trọng. Hắn ở vô tận sát phạt bên trong, thậm chí nghe được một ít cổ quái vặn vẹo gầm to, mơ hồ thấy được một gương mặt người chết, đó là trí cao ý chí gầm thét. Hiển nhiên, cái này huyền thiên giết linh trận, đúng là mượn một chút trí cao ý chí uy nghiêm, cho nên sát phạt đặc biệt mạnh mẽ, coi như là tiên quân cao thủ, cũng chưa chắc có thể xông qua. Thiên bá huyền, thiên thúc thông các người, thấy diệp thần bước chân duy gian hình dáng, một trái tim cũng là dâng tới cổ học. bọn họ năm đó chính là sông đến diệp thần vị trí này liền không cách nào tiến thêm một bước, chỉ có thể tiếc núi tháo chạy. vậy vô số sấm sét phi kiếm, gió bão cuồng đao còn có chí cao ý chí ăn mòn cho người thân xác và thần hồn cũng mang đến vô cùng uy hiếp nghiêm trọng, coi như là tiên quân cao thủ đều có rơi xuống nguy hiểm. tội ác chi chu phá cho ta diệp thần đối mặt như vậy hiểm cảnh cũng là không do dự nữa, đột nhiên quát to một tiếng sử dụng tội ác chi chu. Tội ác chi chu năng lượng đã khô kiệt, một phiến ảm đạm. Nhưng, Diệp Thần trở tay một trưởng, lại đánh ra một viên tinh thạch, chính là vũ trụ chi tâm. Vù vù. Vũ trụ chi tâm chấn động, thả ra đậm đà năng lượng, khô kiệt rơi tội ác chi chu, năng lượng lại lần nữa tràn đầy. Chỉ là, vũ trụ chi tâm ánh sáng ảm đạm rất nhiều, bên trong ẩn chứa linh khí, lại bị tiêu hao hết một phần năm. Hiện tại viên này vũ trụ chi tâm chỉ còn lại 3 phần 5 năng lượng, tối đa còn có thể dùng lại 3 lần. Diệp thần có chút đau lòng, vì phá trận, hắn giá phải trả to lớn. Nhưng, vì cha rõ vu yêu lão tổ và thân đồ uyển nhi sau lưng liên quan, coi như bỏ ra giá cao hơn nữa, hắn cũng ở đây không tiếc. Diệp thần thân thể một cướp, leo lên tội ác chi chu, đi hòn đảo trung tâm đi tới. Theo dọc đường, vô số sấm sét gió lớn đao kiếm bổ, còn có quỷ bí hơi thở ăn mòn, toàn bộ bị tội ác chi chu ngăn trở, cũng không có làm tổn thương đến Diệp Thần. Tội ác chi chu, không hổ là vô vô thần khí, bất kể là tấn công vẫn là phòng ngự, đều là số một số hai tồn tại. Thiên thị các tộc nhân, thấy Diệp Thần điều động vô vô thần khí, trong lòng dĩ nhiên là rung động vạn phần. Bọn họ có rất nhiều người, chọn đời tới nay, vẫn là lần đầu tiên thấy vô vô thần khí. Ở tội ác chi chu dưới bảo vệ, Diệp Thần đặc biệt thuận lợi, liền đi tới hòn đảo trung ương, vậy là cả Huyền Thiên giết linh trận tâm trận hạch tâm diệp thần từ tội ác chi chu trên hạ xuống đầy trời phong lôi toàn bộ chỉ tức tất cả ngày tận thế khí tượng toàn bộ tàn đi ở giữa thiên địa khôi phục thanh lãng bao phủ huyền thiên đảo đại trận cũng là hoàn toàn tàn đi xong trận thành công thiên bá huyền thiên thúc thông thiên tử ngạn các người thấy diệp thần cao ngất đứng bóng người thậm chí là không chút tổn hao nào không khỏi được ngây dại rồi sau đó tất cả người phát ra một hồi sơn hô hải khiếu vậy ủng hộ cùng kêu gào. Bọn họ thật sâu tin chắc, mình không có nhìn lầm người, luân hồi chi chủ, đúng là có đầu dựa vào giá trị. Diệp thần như là cười khổ, vì xông qua trận pháp này, hắn giá phải trả to lớn, tội ác chi chu gặp phải vô số phong lôi đao kiếm bổ. Khổ khổ phòng ngự dưới, linh khí lại lâm vào khô kiệt, hoàn toàn đổi được ảm đạp. Vô vô thần khí, muốn thúc dục, giá phải trả quả nhiên là to lớn. Diệp thần nhếch mép, thật là có chút đau lòng, sau đó Thu Liễm tâm thần, đen tội ác chi chu thu hồi, ánh mắt nhìn về phía trước. Tòa kia nhà lá, cửa lớn đóng trước, nhưng Diệp Thần có thể cảm thấy, bên trong có một đạo cực kỳ cổ xưa khí tức cường đại, ít nhất là vô lượng cảnh năm tầng thiên, tiên vương cấp cao thủ. Vãn bối Diệp Thần, may mắn xong trận thành công, cầu gặp Bỉ cả lão tổ Thiên Thương Hải, mời tiền bối mở cửa gặp nhau. Diệp Thần chắp tay, cao giọng nói, giọng đúng mực. Tết. Nhà lá cửa chậm rãi đẩy ra, một cái trống gậy ông già từ bên trong đi ra. Cái này ông già, cả người áo vải, râu tóc đều là trắng, hắn đã ở hết sức che giấu mình hơi thở, nhưng hắn hơi thở vẫn là cường hãn, hoàn toàn không che giấu được. Hắn quả nhiên là vô lượng cảnh 5 tầng thiên, tiên vương cấp cao thủ. Vô lượng cảnh tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng trên lệch đều là cực kỳ to lớn, tiên vương cấp cao thủ. Ngang dọc không gian thời gian bất hủ, một giọt máu có thể diễn hóa muôn vàn vũ trụ, khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ cái này ông già chính là một tôn tiên vương lộ vẻ lại chính là thương hải giới nắm giữ ngày xưa man hoang thánh điện phó điện chủ thiên thương hải muốn đến năm đó ở man hoang thánh điện thời điểm thiên thương hải trải qua rất nhiều sát phạt thân đánh trăm trận ở trên người hắn như cũ tản mát ra mùi máu tanh nồng nặc không biết năm đó từng giết bao nhiêu người vậy cổ sát phạt uy nghiêm thông thiên khí phách hoàn toàn không che giấu được hắn từ lúc trong nhà lá đi ra thiên địa quy luật đều bị dung chuyển vậy tòa đơn sơ nhà lá tựa như biến thành viễn cổ chiến thần thánh điện mặt đất chỗ sâu truyền tới chống trận tiếng vang bầu trời trên có sấm nổ tung diệp thần tâm thần chấn động tiên vương cấp cao thủ đó là hắn hôm nay cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại bài kiến lão tổ thiên thị các tộc nhân thấy thiên thương hải đi ra rồi rít kho người thi lễ thiên thương hải nhưng là sắc mặt trầm xuống nói ai kêu các người tới đây các ngươi cũng muốn xông trận sao đám người nghe thiên thương hải trách cứ một hồi ngạc nhiên không lời chống đỡ cũng bò trở lại cho ta thiên thương hải một lần cây nặng lạnh giọng quát lên thiên tử ngạn thiên bá huyền thiên thúc thông các người trố mắt nhìn nhau đều là khá là lúng túng cùng sợ hãi nội tâm đều nghĩ xem ra lão tổ nóng này vẫn là một như thường lệ nóng này lập tức không dám lưu lại vội vàng xoay người rời đi ngay chớp mắt toàn bộ huyền thiên trên đảo cũng chỉ còn lại có Diệp Thần và Thiên Thương Hải hai người. Ngươi chính là đời này luân hồi chi chủ sao? Thiên Thương Hải nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, tựa hồ muốn theo dõi rõ ràng Diệp Thần lai lịch. Nhưng Diệp Thần, nhưng cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác, khí vận nội tình cực kỳ bàng bạc. Ừ, lần đầu gặp mặt, xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Diệp Thần không người nói. Thiên Thương Hải khẽ mỉm cười, nói, chỉ giáo không dám làm, luân hồi chi chủ ngươi xông qua ta bố trí đại trận dựa theo ước định nga võ học truyền thừa liền tặng đưa cho ngươi đi vừa nói thiên thương hải sử dụng một phiến ngọc giản đưa cho diệp thần diệp thần nhận lấy vừa thấy chỉ gặp trên ngọc giản mặt in tinh không quan tưởng pháp năm chữ tinh không quan tưởng pháp đây là cái gì diệp thần tò mò hỏi đây là tiên đế pháp trong truyền thuyết không không cấp công pháp không biết luân hồi chi chủ có thể hay không có thể xem được mắt thiên thương hải mỉm cười nói Tiên đế là vô lượng cảnh chín tầng thiên cường giả tôn sưng. Recommended By if you mouse, you have to play this game. No install. Play for free. Sponsored Panzer. Quest strategy game. Thế gian tiên đế, trước mắt đã biết, chỉ có ba vị, theo thứ tự là vũ hoàng cổ đế, nhâm thiên nữ, nhâm phi phạm. Vô thiên chắc có thể tính, thực lực và khí vận không thua người khác, nhưng đồ đựng không giải quyết, vẫn là rất khó khăn có lẽ còn có một chút lánh đời tiên đế nhưng số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều lông phượng và sừng lân vậy tồn tại một tôn tiên đế coi như hao hết toàn bộ thế giới hiện thật lực lượng đều không cách nào giết chết cường đại đến không thể tưởng tượng nổi bước cái gọi là tiên đế pháp thật ra thì chính là chưa từng không lúc nào không bên trong lưu truyền ra võ học công pháp không không cấp võ học công pháp người bình thường khó mà tu luyện coi như chỉ là muốn luyện thành một chút da lông thường thường vậy phải hao phí mấy vạn năm thời gian cực kỳ khó khăn chỉ có trong truyền thuyết tiên đế mới có thể không trở ngại chút nào ung dung tu luyện không không cấp công pháp tiên đế pháp ba chữ đại biểu võ học thần thông khó khăn không tiên đế khó mà luyện thành người bình thường thả sát phí khổ tâm đi điều nghiên tiên đế pháp ngược lại không như tu luyện cái khác võ học tinh tiến thấy hiệu quả mau hơn một chút diệp thần trảm thiên cửu kiếm đại hoang không kinh thần tượng băng thiên tràng đều có thể coi như là tiên đế pháp xem trảm thiên cửu kiếm đại hoang không kinh người tu luyện quả thực không thiếu nhưng không có người nào có thể chân chánh luyện đến đỉnh cấp đại thành, chính là bởi vì tiên đế pháp tu luyện, chân thực quá gian nan. Tiên đế pháp chỗ tinh diệu, tự nhiên cũng là vượt xa công pháp giống vậy. Thiên thương hải cửa này tinh không quan tưởng pháp, chính là tiên đế pháp. Tiên đế pháp là thế gian mạnh nhất công pháp một trong, vãn bối há dám khinh thị. Đa tạ tiền bối tặng. Diệp thần cũng không kiểu cách nói nhảm, dứt khoát, đeo sao không quan tưởng pháp ngọc giản, bỏ vào trong túi. Rất tốt, Luân Hồi chi chủ, ta đời này tiếc nuối nhất sự việc, chính là võ học không người nối nghiệp, ta thiên thị trong gia tộc, cũng là một đám phế vật côn trùng, không hiểu được tiên đế pháp bí ẩn, nhưng ngươi thiên phú lớn lao, muốn đến sẽ không để cho ta võ học mai một. Thiên Thương Hải vô cùng hài lòng, cười híp mắt khen ngợi Diệp Thần. Luân Hồi Thiên Phú, hắn tự nhiên là tin tưởng. Hắn võ học có thể truyền thừa đến Diệp Thần trong tay, dĩ nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa, hắn sau này có thể an tâm bế quan ẩn cư. Diệp Thần nói, tiền bối quá khen rồi. Thiên Thương Hải cười một cái, nói, ngươi hạ xuống ta Thương Hải giới, không biết có chuyện gì. Ta từ trên mình ngươi, bắt được sinh tử điện nhân quả, nên sẽ không. Ngươi là sinh tử điện phái tới, muốn chiêu nạp ta chứ? Ta đã ẩn cư, sẽ không lại hỏi tới thế tục công việc. Ngươi nếu như muốn chiêu nạp ta, ta khuyên ngươi chết liền điều này tìm. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Thương Hải giọng nói bên trong, hơi có lãnh ý lại mang một chút vô hình thương cảm cùng tịch mịch. hắn nhưng mà tiên vương cấp cường giả năm đó sát phạt vô số, ngang qua thiên địa, đáng tiếc công cao chấn chủ bị man hoang thánh điện đuổi đi ra. Diệp thần cũng có thể cảm thấy thiên thương hải tâm tư muốn đến hôm nay ở hắn tâm lý còn có rất nhiều không cam lòng cùng cam hận chỉ là không có biểu lộ ra. nếu thiên thương hải muốn ẩn cư vậy Diệp thần tự nhiên không muốn quấy rầy hắn hoảng hốt vội nói tiền bối hiểu lầm ta lần này tới cùng sinh tử điện không liên quan chỉ muốn tra rõ một cặp bí mật. Thiên Thương Hải nói, bí mật gì? Diệp Thần trầm ngâm một hồi, nội tâm lại có chút vô hình bất an, nói là liên quan tới Vu yêu lão tổ, ta muốn biết Vu yêu lão tổ lai lịch thân phận. Nếu như có thể, xin tiền bối đem vậy Vu yêu lão tổ triệu hoán xuống, ta muốn cùng vậy Vu yêu lão tổ tự mình trò chuyện một chút. Tập 3994 Trước đây ở tinh nguyệt giới thanh thắng đỉnh, tranh đoạt phệ hồn châu truyền thừa thời điểm, thì có rất nhiều tháng giống quỷ hướng Diệp Thần quỳ bái, miệng hô chí tôn diệp thần mơ hồ tới giữa liền cảm thấy chuyện này có thể cùng vu yêu lão tổ có liên quan vu yêu lão tổ đang che chở hắn điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi sự việc nhưng diệp thần chính là cảm thấy vu yêu lão tổ đang che chở hắn cho nên hắn nhất định phải điều tra rõ nghe được diệp thần mà nói thiên thương hải già nua thân thể run rẩy kịch liệt liền một tí nói ngươi ngươi muốn triệu hoán vu yêu lão tổ Diệp Thần nói, ừ, xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Ngươi muốn thủ lao gì? Cứ mở miệng, ta đã đoạt được cựu nhật bảo tàng, thiên tài địa bảo gì cũng không thiếu. Diệp Thần biết triệu hoán vu yêu lão tổ, giá phải trả to lớn, cho nên hắn tự nhiên sẽ không để cho thiên thương hải làm không công. Hắn vung tay lên, liền từ luân hồi mộ địa bên trong đều lấy ra đại lượng dược liệu linh thạch, tất cả loại phong phú tài nguyên đều là cho thiên thương hải thủ lao. Thiên thương hải lắc đầu một cái, nói: Ta đã ẩn cư, thiên tài địa bảo gì tại nga cũng là vô dụng ta chỉ là thật là tò mò ngươi muốn triệu hoán vu yêu lão tổ làm gì đây chính là ma thần chủ nếu là triệu hoán ngài xuống ngươi luân hồi khó bảo toàn tánh mạng diệp thần quỳ một chân xuống chắp tay nói tiền bối ta cũng không biết nói thế nào tóm lại ta muốn gặp vu yêu lão tổ xin ngươi hãy giúp một chuyện thiên thương hải thấy diệp thần lại có thể quỳ xuống nhất thời kinh hãi lần đợt đem hắn đỡ dậy nói luân hồi chi chủ mau mau dậy đi ngươi có thể chết sát lão phu diệp thần nói mời tiền bối tương trợ thiên thương hải trầm ngâm một hồi nói ngươi nếu như muốn ta hỗ trợ cũng có thể trừ phi ngươi đáp ứng ta một chuyện diệp thần vội vàng nói chuyện gì thiên thương hải nói ta có một sư muội kêu thứ hai yêu cơ nàng là man hoang thánh điện hộ giáo pháp vương năm đó năm đó ta cùng nàng từng có qua hôn ước sau đó ta công cao chấn chủ bị trục xuất man hoang thánh điện không biết nàng có hay không bị liên lụy. Ừ, đúng rồi, sư muội ta thông minh lanh lợi, hơn phân nửa có thoát thân phương pháp, nàng có thể sẽ gả cho đại ca ta vậy không nhất định, dẫu sao đại ca ta chính là giới vương điện chủ. Nói xong lời cuối cùng, thiên thương hải giọng nói có chút nhớ lại cùng phiền muộn, lại là tịch mịch. Hắn đã từng kêu thứ nhất biển cả, là quỷ vương giới man hoang thánh điện phó điện chủ. Đại ca ruột thịt kêu thứ nhất quỷ vương, chính là man hoang thánh điện chân chính điện chủ, hôm nay quỷ vương giới thần vũ trụ. Diệp Thần nói, tiền bối, sư muội của ngươi tên gọi là gì? Thiên Thương Hải nói, nàng kêu thứ hai yêu cơ, chính là họ thứ hai, tên yêu cơ. Diệp Thần âm thầm ngạc nhiên, xem ra quỷ vương giới bên trong đại tộc họ, thật đúng là rất cổ quái. Thiên Thương Hải nói tiếp, sư muội ta nàng. Nàng là quỷ vương giới lớn thứ nhất người đẹp, đáng tiếc ta cùng nàng có duyên phận không phân. Luân hồi chi chủ, tương lai ngươi bước vào quỷ vương giới, cùng man hoang thánh điện nhất định có đánh một trận, ngươi như thắng, còn xin thứ sư muội ta tánh mạng cho nàng một con đường sống diệp thần ngẩn ngơ nói quỷ vương giới là luân hồi sáu giới một trong đại ca ngươi thứ nhất quỷ vương tu vi muốn đến cũng là thông thiên triệt địa sẽ không kém hơn chân lý phật tổ và địa ngục giới vương ta muốn chiến thắng hắn nơi nào có như thế dễ dàng thiên thương hải lắc đầu nói ngươi người mang đại khí vận sau cùng bên thắng nhất định là ngươi đại ca ta sẽ chết ở bên trong tay ngươi man hoang thánh điện vậy sẽ ở trong tay ngươi tiêu diệt ta chỉ cầu ngươi thả qua sư muội ta Diệp Thần trầm giọng nói, được rồi, liền làm ta thật thắng. Tiền bối, vậy ta phải đem sư muội của ngươi mang về cho ngươi sao? Thiên Thương Hải thân thể khẽ run, nói, không cần, sư muội ta nàng. Nàng mặc dù cùng ta có hôn ước, nhưng nàng cho tới bây giờ không có thích qua ta, nàng chân chính thích là. Vừa nói nhìn Diệp Thần một mắt, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Diệp Thần nói, nàng thích ai? Là thứ nhất Quỷ Vương sao? Thiên Thương Hải đắng chát cười một tí, nói, được rồi, không nói cái này tóm lại đem ngươi tới như tư diệt man hoang thánh điện chấn áp quỷ vương giới xin tha sư muội ta một mạng rất nhiều nàng một cái an ổn cuộc đời còn lại diệp thần nói được tiền bối ta đáp đồng ý ngươi thiên thương hải đại hỉ nói đa tạ đa tạ có lân hồi hứa một lời ta liền an tâm sau này lại không ràng buộc có thể an tâm ẩn cư diệp thần nói vậy chuyện của ta tình thiên thương hải trầm ngâm nói muốn triệu hoán vu yêu lão tổ giá phải trả to lớn, phải vô cùng phiền phức nghi thức, còn có các loại các dạng tế phẩm. Hơn nữa mỗi lần nghi thức và tế phẩm cũng không giống nhau, ta cần trước hướng Vu Yêu lão tổ khấn cầu, cảm thụ ngài ân điển cùng ý chí. Diệp Thần gật gật đầu nói, "Được, nếu như cần muốn thiên tài địa bảo gì thành tựu cung phụ, ta đều có thể cung cấp." Thiên Thương Hải ừ một tiếng, cũng không có điều lấy Diệp Thần tài nguyên, mà là cắn bể đầu ngón tay, rơi máu hóa trận, trên đất buộc vòng quanh một cái trận pháp. Trận pháp này một thành hình, diệp thần liền cảm thấy từng tia quỷ bí hơi thở đang lan tràn không tự chủ được lui về phía sau mấy bước thiên thương hải móc ra một viên màu đen đầu khô lâu bài thả ở trước người rồi sau đó tay đè trước đầu khô lâu yên lặng thấp giọng tụng niệm khấn cầu lưu díu thanh âm như mộng nghệ bàn truyền ra diệp thân khẩn trương nhìn ước chừng qua một nén hương thời gian sau đó thiên thương hải đột nhiên mở mắt ra trong hai mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc dưới quyền đầu khô lâu rắc, rắc rắc một tiếng nổ tung tiền bối thế nào Diệp Thần liền vội vàng hỏi nói. Luân hồi chi chủ. Thiên Thương Hải kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần vội vàng hỏi, tiền bối, là phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Thiên Thương Hải hít sâu một hơi, thoáng khôi phục bình tĩnh, trên mặt lộ ra thần sắc hồ nghi, nói, không có. Chỉ là ta câu thông vu yêu lão tổ, nhưng Linh nghe được đặc biệt cổ quái thần dụ, cùng trước kia khác hẳn không cùng. Diệp Thần nói, cái gì thần dụ? Thiên Thương Hải thẳng tắp nhìn Diệp Thần, nói vĩ đại ma thần chủ vu yêu lão tổ nói muốn triệu hoán ngài phủ xuống nói cần ngươi trước chặt đứt tơ tình diệp thần ngạc nhiên nói chặt đứt tơ tình thiên thương hải gật gật đầu nói đúng vậy vu yêu lão tổ nói trên mình ngươi có một cái tơ tình chỉ cần ngươi chặt đứt không cần bất kỳ tế phẩm và nghi thức ngài thì sẽ hạ xuống gặp ngươi thiên thương hải nhìn từ trên xuống dưới diệp thần luân hồi chi chủ trên mình ngươi có phải là thật hay không có cái gì tơ tình diệp thần ngẩn ngơ nâng tay trái lên. Ở hắn tay trái trên ngón tay, quấn vòng quanh một cái tóc, đó là nhâm thiên nữ lưu lại tơ tình. Thiên thương hải ánh mắt co rúc một cái, cũng nhìn thấy vậy cái tơ tình, không khỏi được à một tiếng thét kinh hãi, nói, lúc đầu, lúc đầu lại là thiên nữ tơ tình sao. Rồi sau đó, hắn lại giống như mộng nghệ bàn nói nhỏ, tơ tình như mộng, buồn đoạn bạc đầu, điều này tơ tình, tại ngươi mà nói, bất quá là gông xiềng, vẫn là thừa dịp còn sớm chặt đứt đi, nếu không ngươi là tình mệt mỏi, sau này sớm muộn phải thua ở thiên nữ giới quyền. Diệp Thần ngơ ngác nhìn trên ngón tay Tơ Tình, lẩm bẩm nói, vậy Vu Yêu lão tổ chính là để cho ta chặt đứt thiên nữ Tơ Tình. Thiên Thương Hải nói, trên mình ngươi nếu như không có đừng Tơ Tình, đó phải là điều này, ngươi muốn triệu hoán Vu Yêu lão tổ hạ xuống, ngươi liền đem Tơ Tình chặt đứt đi. Diệp Thần mờ mịt thất thần, hắn có thể cảm giác được, nếu như chặt đứt Tơ Tình, mình cùng thiên nữ giữa hết thảy quyến luyến cũng sẽ tản đi. Sau này lại gặp nhau nói, có lẽ liền là người xa lạ. Thiên Thương Hải nhìn thấu Diệp Thần do dự, nói, ngươi bỏ không được chặt đứt. Diệp Thần yên lặng, sau đó nhẹ khẽ gật đầu. Thiên Thương Hải một tiếng thở dài, nói, không nghĩ tới trí cao vô thượng luân hồi chi chủ, lại có thể sẽ khốn khổ vì tình. Ừ, cũng vậy, thiên nữ phong hoa tuyệt đại, ngươi trung tình tại nàng, cũng là chuyện đương nhiên. Thế gian văn tự bát vạn vạn, tình chi nhất tự tối sát nhân. Ngươi như bỏ không được chặt đứt tơ tình, vậy thì không cách nào triệu hoán vu yêu lão tổ hạ xuống diệp thần trong lòng trầm xuống hắn hiện tại rất muốn gặp vu yêu lão tổ tra rõ ngài cùng thân đồ uyển nhi liên lạc nhưng muốn hắn chặt đứt tơ tình lại nói dễ vậy sao hồi tưởng lại cùng thiên nữ trải qua một màn nàng môi đỏ mọng nàng nhiệt độ cơ thể nàng mềm mại nàng phong hòa diệp thần chỉ cảm thấy tâm loạn như ma muốn khua kiếm chém tơ tình vậy thì thật là khó hơn lên trời thiên thương hải vậy trầm mặc lại yên lặng nhìn diệp thần hắn có thể nhận thức diệp thần tâm tình ùng ùng bỗng nhiên trên bầu trời ma khí nhô lên mây đen trào đãng mưa gió nổi lên toàn bộ huyền thiên đảo đều bị đông nghịt tầng mây bao phủ gió lớn thổi rối loạn diệp thần tóc lạnh như băng hạt mưa đánh vào hắn trên gương mặt diệp thần cùng thiên thương hải đều là kinh hãi nhưng gặp vô tận mây đen cùng mưa gió bên trong truyền xuống một đạo lạnh lùng khàn khàn thanh âm ngươi cuối cùng chém không ngừng tơ tình sao theo đạo thanh âm này rơi xuống một đạo quỷ bí bóng người cũng là chậm rãi từ trên chín tầng trời hạ xuống xuống đó là một đầu vô cùng xấu xí vũ yêu khoác một bộ nới lỏng tà tơi hồng bào hồng bào hạ là một cái cho đen khô lâu thân thể phía trên treo chút thối giữa gân thịt cả người ma khí vườn quanh ngũ quan vậy thấp thoáng ở ma khí bên trong lộ ra một đôi trống rỗng ánh mắt bên trong nhúc nhích hai điểm màu xanh quỷ hỏa đầu này vu yêu rơi xuống đứng ở diệp thần và thiên thương hải cách đó không xa ngài vừa hạ xuống mặt đất toàn bộ hòn đảo nhanh chóng bị ma khí cùng quỷ bí hơi thở bao phủ biến thành màu đen bốc mùi biến thành phù sa cùng máu thịt vũng bùn hết thảy hoa cỏ cây cối sức sống toàn bộ đều mất đi ngài tựa như chính là tử vong bản thân ngài một hạ xuống vạn vật đều phải điêu mất đều phải chết đi bái kiến vu yêu lão tổ vĩ đại ma thần chúa ơi cung nghênh người hạ xuống thiên thương hải cả người phát run quỳ trên đất trước mắt đầu này vu yêu chính là trong truyền thuyết vu yêu vương vĩ đại ma thần chủ vu yêu lão tổ vu yêu lão tổ cũng không có quản thiên thương hải ngài trong hốc mắt hai điểm màu xanh lá cây quỷ hỏa bắn ra khiếp người ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm diệp thần diệp thần ngơ ngác nhìn cái này vu yêu lão tổ từ nơi này vu yêu lão tổ trên mình hắn bắt được một cổ hết sức quen thuộc hơi thở đó là thân đồ uyển nhi hơi thở ngươi ngươi là uyển nhi diệp thần ngạc nhiên sợ hãi lui về phía sau hai bước vu yêu lão tổ yên lặng chỉ có cả người ma khí đón gió gào khóc thanh âm. Đang trầm mặc một hồi lâu sau, ngài chậm rãi mở miệng, nói, Uyển Nhi đã chết, ngươi chọn lựa, luân hồi chi chủ. Thanh âm khàn khàn khó nghe, cũng phân biệt không ra là nam hay nữ, giống như quỷ khóc. Diệp thần mặt đầy bộ dạng sợ hãi, nói, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vu yêu lão tổ ánh mắt bắn về phía Diệp thần trên ngón tay tơ tình, nói, chặt đứt điều này tơ tình, ta nói cho ngươi chân tướng diệp thần lại lui về phía sau một bước sắc mặt trầm xuống theo bản năng rụt tay về vu yêu lão tổ thấy hắn bộ dáng kia cảm thấy vô cùng thất vọng nói ngươi cuối cùng bỏ không được chặt đứt tơ tình ở ngươi trong lòng thiên nữ phân lượng so với thân đồ uyển nhi trọng yếu rất nhiều đi diệp thần nghe được vu yêu lão tổ câu hỏi ngẩn ngơ nói không phải vậy thiên nữ và uyển nhi đều là bạn của ta vu yêu lão tổ hì hì cười lạnh một tiếng nói đủ rồi không cần nói lời này chính ngươi tin tưởng sao ở tương lai thời không bên trong thiên nữ có thể bầu bạn ở bên người ngươi mặc dù là tiểu thiếp nhưng dẫu sao là phụ nữ của ngươi nhưng uyển nhi nàng cũng không lại có tên họ nàng bị ngươi từ bỏ diệp thần nói không phải vậy uyển nhi là ta hồng nhan chi kỷ nga sẽ không vứt bỏ nàng vu yêu lão tổ nói chỉ là hồng nhan chi kỷ sao khan khan giọng điệu bên trong nhưng thấm ra vẻ cô đơn diệp thần trầm mặc xuống không lời chống đỡ vu yêu lão tổ nói ngươi thích qua nàng sao diệp thần hồi tưởng lại cùng thân đồ uyển nhi một màn hai người đã từng vậy hôm qua ôm chàm qua nếu như không phải là nàng mẫu thân thân đồ thiên âm ngăn trở hai người thậm chí có thể đã hưởng thụ nhất vô thượng vui vẻ ta thích nàng vẫn luôn thích nàng chỉ là diệp thần biểu lộ tâm ý nhưng giọng nói lại có chút trần trờ vu yêu lão tổ khô lâu trên gương mặt kéo ra một nụ cười vậy diễn cảm lộ vẻ được dị thường xấu xí khủng bố nhưng ngài dẫu sao là cười nói chỉ là ngươi vượt quá thích nàng một người. Diệp thần gật gật đầu nói, ừ. Vu yêu lão tổ vậy gật đầu một cái, nói, không sao, nam tử hán đại trưởng phu, tam thê tứ thiếp là tầm thường chuyện. Nhân gian đế hoàng còn có ba nghìn hậu cung, ta thế hệ tu sĩ được hưởng hơn mấy phụ nữ, lại coi là cái gì. Diệp thần nói, ừ. Vu yêu lão tổ thanh âm đột nhiên lạnh, nói, vậy ngươi vì sao phải vứt bỏ nàng. Diệp thần ngẩn ngơ, nói, ta không có vứt bỏ qua uyển nhi, ta còn tưởng nhớ nàng, chỉ là cưỡng bức tình thế, chúng ta rất lâu cũng không gặp mặt